Xin chào. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đến với biển Nam Mô, thành phố Đà Nẵng, và chúng tôi ghi nhận cảnh đời sống của ngư dân ở nơi đây, sinh hoạt hàng ngày cùng với việc đánh cá và nghề làm mắm. Thì chúng tôi chứng kiến một cảnh rất là vất vả của đời sống ngư dân. Như vậy là hàng ngày họ phải đi biển vào mỗi buổi sáng sớm từ 3 đến 4 giờ sáng và đến 6, 7 giờ thì cập bờ để bán. Và người ngư dân luôn luôn phải khiêng những cái chiếc thúng, những cái chiếc thuyền đánh cá như thế này lên bờ để tránh những cái cơn bão to, để đảm bảo an toàn cho một ngày ra khơi đánh cá. Và kính mời quý vị cùng theo dõi những cái hoạt động của các ngư dân ở nơi đây trong mỗi buổi sáng. Vâng, đây thưa quý vị, các ngư dân đang có những cái hoạt động khiêng các cái chiếc thuyền hay các chiếc thúng của mình lên bờ để bảo đảm an toàn cho một cái đời sống bền vững nghề đánh cá của làng cá Nam Mô. Xin mời quý vị cùng xem. Đây là các hoạt động của ngư dân ở làng cá Nam Ô sau một đêm đi đánh cá ở ngoài ở khu vực sát bờ biển. Thì bây giờ các ngư dân đang đưa các thuyền thúng của mình lên bờ để đảm bảo an toàn, và sáng ngày mai và hoặc là tối ngày mai thì tất cả các ngư dân này sẽ tiếp tục di chuyển các cái thuyền thúng này ra để tiếp tục đi đánh cá. Và đây là cuộc sống hàng ngày của những ngư dân ở làng cá Nam Ô, và đây là nghề chính của các ngư dân, cho nên họ phải lao động rất là kiệt lực, rất là khổ. Và trong những ngày có thời tiết thuận lợi thì họ sẽ gặp những thuận lợi, còn lại nếu thời tiết không thuận lợi thì họ rất là khó khăn trong việc đi đánh cá, mặc dù đánh cá xa bờ hoặc là đánh cá gần bờ. Và đây là những hoạt động của ngư dân của làng cá Nam Ô đi hoạt động đánh cá gần bờ đấy các bạn. Tức là khoảng 4 giờ sáng thì những ngư dân này họ sẽ lên các cái thuyền thúng này để ra khơi, và khoảng 6 đến 7 giờ thì các ngư dân đã cập bến và đưa cá lên để bán lại cho các người buôn bán cá ở chợ, hoặc là bán trực tiếp cho những người dân có nhu cầu khi đến mua cá ở khu vực này. Và qua quan sát thì kênh Khám Phá Việt Nam TV nhận thấy cuộc sống của bà con ở đây khá là vất vả. Và người dân ở đây thì người ta trông chờ vào cái thời tiết thuận lợi. Bên cạnh đó thì cá có hay không, thu hoạch được nhiều hay không thì nó cũng ảnh hưởng đến rất lớn của thời tiết đấy các bạn. Có nghĩa là nếu thời tiết thuận lợi thì sẽ có cá nhiều hơn. Còn nếu thời tiết không thuận lợi thì có thể những lúc người dân không có thể đánh cá được, và cái số lượng thu về rất là ít. Lúc nãy mình có gặp một người vợ của ngư dân ở đây thì nói như vậy, có nghĩa là nếu mà thời tiết không thuận lợi thì ngư dân sẽ rất là khó khăn trong việc đánh bắt và thu hoạch rất là ít. Và đây là các hoạt động thực tế về cuộc sống của những ngư dân ở làng cá Nam Ô. Và sáng hôm nay thì kênh Khám Phá Việt Nam TV có mặt để tiếp cận trải nghiệm thực tế để cho tất cả quý vị và các bạn xem cái cuộc sống lao động của những ngư dân diễn ra như thế nào. Những chiếc thuyền thúng này được ngư dân sẽ di chuyển ra ở ngoài khu vực gần bờ để tham gia đánh cá. Và khi cập bến thì những ngư dân, tức là những cái người chủ của các cái thuyền thúng này,
sẽ tập hợp lại thành một cái đội hình đoàn kết để cùng nhau và di chuyển những cái thuyền thúng lên ở trên bãi trên kia như chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình. Thì theo người dân cho biết thì sau khi đánh cá xong thì tất cả những chiếc thuyền thúng này sẽ được di chuyển lên bờ để đảm bảo an toàn. Nếu như có gió to sóng lớn thì nó sẽ không bị hỏng những chiếc thuyền. Thứ hai là những chiếc thuyền thúng này nó sẽ không bị trôi ra ở bên ngoài. Và qua quan sát thì kênh Khám Phá TV, Khám Phá Việt Nam nhận thấy là tình cảm và sự đoàn kết của những người dân ở khu vực đánh cá này rất là tốt. Và đây là cái tinh thần đoàn kết mà có từ lâu đời của những người dân khi tham gia đánh bắt cá ở ngoài khơi cũng như đánh bắt ở lân cận, tức là sát biển, sát bờ biển. Và những người dân này họ sẽ cùng nhau để di chuyển những chiếc thuyền lên kia để đảm bảo, tức là phải có một cái đội hình lớn như thế này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, khoảng 15 đến 20 người thì mới có thể di chuyển được chiếc thuyền thúng này đó các bạn. Bởi vì trong chiếc thuyền thúng này nó có các cái ngư cụ của ngư dân đánh cá cũng như hệ thống máy móc, cho nên khá là nặng, chứ không phải là theo chúng ta quan sát thì nhìn như vậy, nhưng mà chiếc thuyền thúng này được biết rất là nặng, tức là từ 15 đến 20 người đàn ông có sức khỏe tốt, có sức dẻo dai và họ làm việc quen với cái công việc này thì mới di chuyển được. Còn nếu không có sức khỏe thì sẽ không di chuyển được những chiếc thuyền thúng như thế này. Và một điều đặc biệt thì theo quan sát của chúng tôi thì cá ở đây cực kỳ tươi đấy các bạn. Cá ở đây không to nhưng mà rất là nhiều loài cá được ngư dân đánh bắt về cực kỳ tươi. Có nghĩa là nếu chúng ta quan sát kỹ thì nhìn thấy là có thể rất là nhiều con cá đang còn sống đấy các bạn. Và cá ở đây thì chắc chắn là không bị gập đá hoặc là gập muối gì cả. Mà nếu mọi người có nhu cầu thì hãy đến trực tiếp tại bãi biển Nam Ô để có thể mua những cái con cá do các ngư dân trực tiếp đánh cá gần bờ và đưa về bán cho chúng ta, thì ăn rất là an toàn, rất là tươi, rất là ngon. Và đây là cái thủ phủ của cá trích. Như chúng ta đã biết thì Nam Ô nổi tiếng về cái gỏi cá trích đấy các bạn. Thì ở đây là cái nơi mà cung cấp và đưa những cái con cá trích tươi nhất lên để cho các cái chủ quán mua về để làm gỏi đấy các bạn. Đấy, chúng ta thấy giờ cuộc sống từ sáng đến giờ thì người dân cùng nhau và đưa những cái chiếc thuyền này rất là nhiều đấy các bạn ạ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Mình đếm sơ qua thì có trên 50 chiếc thuyền. Thuyền nhỏ đấy, đây gọi là thuyền thúng đấy các bạn. Có khoảng 50 chiếc thuyền thúng của người dân đã được đưa lên. Và nhờ sự đoàn kết và hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình làm việc thì những ngư dân này mới tập hợp đội hình để có thể đưa được cái những cái chiếc thuyền thúng này lên bờ an toàn. Bởi vì nếu không có người và số lượng người ít thì không thể đưa những cái chiếc thuyền thúng này lên được. Và những chiếc thuyền thúng này được người dân sáng tạo sáng chế ra, có máy ở bên trong và có cả cái chân vịt để đẩy những cái chiếc thuyền thúng này có thể đi nhanh để hạn chế được cái sức người, hạn chế được sức lao động của các ngư dân ở khu vực Nam Ô này. Đấy, như chúng ta thấy là trên màn hình thì có khá là nhiều
Mình đếm sơ sơ thì khoảng gần 50 chiếc thuyền thúng như thế này mà ngư dân di chuyển từ lúc mình quan sát từ lúc 6 giờ đến giờ đấy các bạn. Và hiện nay thì các ngư dân vẫn tiếp tục để di chuyển những chiếc thuyền nhỏ còn lại để di chuyển tập hợp vào một vị trí này để quản lý, quan sát để đảm bảo an toàn cũng như chăm sóc được các cái ngư cụ của ngư dân. Cuộc sống của ngư dân ở khu vực Nam Ô này rất là vất vả và có lúc thì người ta thu hoạch nhiều, có lúc thì không có gì. Cho nên cuộc sống của người dân cứ diễn ra hàng ngày như vậy. Và sau khi đưa các cái thuyền thúng này lên thì chủ của các thuyền thúng này, chủ của các chiếc tàu nhỏ này sẽ về tại vị trí của chiếc thuyền của mình để che đậy và bảo quản những cái ngư cụ của mình để tiếp tục trong sáng ngày mai. Sáng ngày mai khoảng 3 đến 4 giờ sáng thì các ngư dân tiếp tục ra khơi đánh cá. Và khoảng 6 đến 7 giờ thì tiếp tục cập bến để mang cá lên để bán cho bà con. Bác ở đây là mình đi vào lúc mấy giờ rồi bác? Đây là tầm từ cỡ 8 rưỡi 9 giờ rồi này. À. Tức là sáng nay á, tức là ban đêm mình đi ban đêm bác ạ. Mình đi cỡ 3 giờ. 3 giờ sáng. À 3 giờ sáng. Đi cỡ về tiếng đồng hồ thôi. Dạ vâng. 3 giờ sáng là bắt đầu mình ra. Ừ. Đây là mình gọi là đánh bắt gần bờ bác ạ. À đánh bắt gần bờ, nói chung là trong cái vịnh của thành phố Đà Nẵng. Dạ trong cái vịnh của mình đây thôi. Ừ. Vâng. Thành phố Đà Nẵng. Dạ. Như vậy là bây giờ mới về mới ăn uống hả? Ồ. Làm hai tô luôn. Đúng rồi. Làm thì khổ nhưng mà về là phải ăn cho thật no, thật ngon để mà lấy lại sức. Làm vất vả nhưng mà về phải ăn uống đầy đủ, hưởng thụ thoải mái. Ăn uống cà phê, tinh thần thoải mái rồi ngày mai đi tiếp. Anh như thế này là mình bảo vệ nông cụ của mình là ngư cụ này là tại chỗ luôn. Ngày mai tiếp tục đi. Kia đi lên đi lẻ đó không? Dạ. À khiêng lên để ý vậy thôi à. Một chiếc này là đi mấy người anh à? Có à, có hai người đi, hai người. Dạ. Đi con khe này, đi hai này. Dạ vâng. Còn một mình đi một mình, ưng cái bọn đi đó. À một mình vẫn đi được à? Năng. Đừng mới che, đừng che. À, như vậy quý vị nhận thấy là cuộc sống của những người dân, tức là người dân mà tham gia đánh cá gần bờ này, họ cực khổ quanh năm đấy các bạn, và nó phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. Nếu thời tiết không thuận lợi thì họ không thể đi đánh cá được, và ngư dân thì phải chờ thời tiết thuận lợi để đi đánh cá, và đôi khi sẽ thu hoạch được nhiều nhưng mà đôi khi thì rất là ít. Ngư dân kiếm được một ngày bao nhiêu tiền để có thể trang trải cuộc sống cho gia đình, trang trải cuộc sống để nuôi con ăn học, nuôi vợ nuôi con, cũng như chi phí các cái khoản trong đời sống hàng ngày thì khá vất vả đấy các bạn. Bà lít như món bằng lẽ vậy. Nó nấu công hồi bữa qua mè đó, dài như cái từ mà
chưa hái xong mà giả bảo cái cam nó bớt. Đây lừa ra nhiều loại cam. Tung tích nữa. Cắn. Đừng. Cố ăn gì phố này. Cả bên kia là chị mấy đó cô. Cả mà này này. Này, có hết này này. Có hết này. Mua không? Mua chứ. Không mua thì mấy người này không mua. Và mấy tiền thôi cô. Đưa ra làm được. Người này cái công này có khuất để chừng cái chết chị. Nó tươi lắm. Lấy cho con cá nữa đi. Trăm rồi. Em biết em có nữa rồi, em biết. Dạ biết chứ. Bớt tiền đi, bớt tiền đâu được bớt chứ. Được rồi. Mấy người đi mua ở nhường cho mua này. Được mấy là. Năm hơi nhiều rồi, cô bớt thì bớt. Không nhìn để lại. Thôi cắn thì chị chín. Mua đi, có điểm liền có đó có chị tính à. Cá này thì tuyệt vời rồi. Ờ, thấy không? Có đi ghê nấu không? Cá này được mấy làng cô? Ăn mua gà quá không? Để lại cho. Có hố thì có. Này các ngư dân đang đưa ghe lên bờ sau một đêm đi đánh cá. Đi dài à? Thúng. Cứ tới lên ngay, quay hiện nay thì các ngư dân đang đưa các chiếc ghe sau một đêm đi đánh bắt và thu hoạch cá về xong thì ngư dân đang cùng nhau để đưa ghe lên bờ. Thank you.
Cái thủng này năng đó có hả? À. À. Nhiều khi không gặp là chiều không có cá luôn. Này mình chế biến ra là mình bỏ cho những người họ làm gọi á chị. Dạ em làm cá gọi cá đúng không? À, cá tích đó hả? Nam Bộ mình là nổi tiếng gọi cá tích. Dạ. Dạ có bô em mà. Em mua em làm gọi. À, tức là chị mua về để làm mình làm gọi mình bán đây. Lấy tao. Mà phải cho. Đây là thái trước mắt đi mà. Đấy là bộ ta không có ấy là bộ bô mình rác ta. Mẹ mới điện đó. Đi rỏi luôn hả? Cá tươi vậy sao? Em cái mua trộn quay. Để trẻ em mua có rồi trộn quay không? Là chim mồi. Cá chủ này. Không la đây. Có để không? Cá chủ này. Quay ở cái cá này thôi. Cái cá này rất là tươi nè. Có cho này ăn cho không? Bóng lẻ. Đang đi chợ. Quá đáng mỹ thì bóng bông mua mày cắn. Chị nói thiệt đó. Thì vừa cắn được bỏ mua cắn không chờ mấy á bỏ cắn mới bón gần 11 bón vừa chưa đang thẳng vào lắm. Vamos le cagan. Ya.
đi đi. Ngư dân họ đi từ lúc 3 đến 4 giờ sáng, khoảng 5 6 giờ là đến đây. Đưa cá lên, có nhiều chiếc nào mà vào muộn thì 7 8 giờ. Và những cái chiếc thuyền này họ sẽ đi trong cái khu vực vịnh của Đà Nẵng đó. Đây là đi đánh bắt gần bờ.